Thưa quý vị, từ lâu Hàn Quốc đã trở thành một xứ sở trong mơ và thu hút nhiều người trẻ tại Việt Nam đến học tập và làm việc. Thấu hiểu được thực trạng đó, đồng thời cũng từng là một du học sinh dành nhiều năm sinh sống tại đất nước Hàn Quốc, sau đó quyết định trở về quê hương để sáng lập và điều hành Hi Korean. Chị Nguyễn Phương Thúy luôn mang trong mình sự ấp ủ về một cộng đồng Hàn ngữ lớn mạnh tại Việt Nam. Sáng lập Hi Korean từ năm 2017, chị Nguyễn Phương Thúy, một cựu du học sinh trở về từ Hàn Quốc, đã luôn ấp ủ sứ mệnh mở rộng cộng đồng Hàn ngữ tại Việt Nam. Như bao người trẻ ra đi lập nghiệp, chị Thúy đầu quân vào tập đoàn Shinhan Bank Hàn Quốc sau khi tốt nghiệp Master. Tuy nhiên, con đường này lại rẽ ngang. Chị trở về Việt Nam và cũng từ bỏ niềm đam mê thuở thanh xuân là trở thành một banker. Từ một cô nữ sinh ngành ngân hàng, chị Thúy đã bén duyên với nghề cầm bút và trở thành cô giáo dạy tiếng Hàn. Và lúc bấy giờ thì khi mà mình dạy tiếng Hàn ở trong trường và mình nói chuyện, mình giao lưu cũng như là mình đào tạo cho sinh viên thì mình nhận ra rằng là đây chính là cái đam mê của mình và đây chính là cái nghề mà mình sẽ muốn theo đuổi lâu dài. Xuất thân là người hiểu rất rõ về tiếng Hàn cũng như từng có nhiều năm học tập dưới nền giáo dục tiên tiến, từng đứng lớp tại giảng đường đại học, chị Thúy đã tìm tòi, nghiên cứu rất nhiều các phương pháp làm sao giúp người học hiểu và hiệu quả nhất để ứng dụng trong quá trình giảng dạy cho học sinh theo học tại Hi Korean. Chính sự tâm huyết này đã khiến cho những người cộng sự của chị Thúy luôn dành cho chị sự nể trọng. Trước khi trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn, thì cô Thúy cũng từng là một người học tiếng Hàn. Cô hiểu được làm thế nào để người học có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt nhất. Cô Thúy cũng hướng các bạn học viên, dạy các bạn theo mục tiêu học của các bạn, làm thế nào để phù hợp với tương lai của các bạn nhất. Đó là cái mà thầy cảm thấy rất tốt và rất ưu việt ở cách làm việc của cô Thúy. Cô Thúy cũng tạo ra cho học viên những môi trường học tập tốt nhất để các bạn có thể tiếp thu kiến thức một cách có hiệu quả nhất. Chị Thúy là một người rất là tận tâm và nhiệt tình và luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu ấy. Bởi vì chị có một cái sứ mệnh rất là rõ ràng cho trung tâm, cho nên là khi mà mọi người đến đây luôn luôn là cần phải luôn luôn là phải tận tâm, luôn nhiệt tình, nhiệt huyết đặt cái tâm mình vào trong công việc của mình. Không chỉ tổ chức dạy và học cho học sinh tại trung tâm Hàn ngữ, chị Thúy cũng liên kết Hi Korean với nhiều tập đoàn lớn như LG Display Hải Phòng, Samsung, Vinschool, TH School để giảng dạy tiếng Hàn cho học viên tại đây. Với những thành tựu trong nhiều năm phát triển, Trung tâm Hàn ngữ Hi Korean và chị Nguyễn Phương Thúy đã ngày một góp phần tạo nên cộng đồng Hàn ngữ lớn mạnh tại Việt Nam. Vào sáng ngày 22 tháng 4 tại thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa, được sự ủy quyền của Ban Liên lạc Người Việt ở châu Âu vì biển đảo Việt Nam, phóng viên báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và học sinh đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Phần quà trao tặng gồm 50 cây đàn guitar và 5 cây đàn ukulele dành cho các em học sinh trên các đảo, kèm theo bao da dây, 50 bộ dây đàn. Với tổng số tiền gần 60 triệu đồng và 10 suất học bổng, đây là tình cảm của kiều bào đang sinh sống tại châu Âu thông qua Ban Liên lạc gửi tới và động viên tinh thần của các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Mới đây, trong buổi họp báo thông tin về lễ hội Chúng ta là một dành cho người Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, sự kiện được tổ chức lần này được kỳ vọng một lần nữa thêm thắt chặt quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc ngày một phát triển trên mọi lĩnh vực. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Hoàng Thùy Linh, cô gái 8X thuộc thế hệ người Việt trẻ, có cơ hội sang Úc học tập và làm việc từ rất sớm. Theo đuổi phong cách hoa nghệ thuật châu Âu, Thùy Linh đã cho ra mắt thương hiệu hoa mang tên Flory Flower Studio tại Sydney, Úc. Cô cũng trở thành một trong ít người Việt trên thế giới ghi dấu ấn của mình trong ngành thiết kế hoa nghệ thuật quốc tế trong gần 5 năm qua. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Hà Nội, năm 2017, Thùy Linh sang Úc học hai bằng thạc sĩ ngành marketing và ngành công nghệ thông tin.
cô đã trở thành nữ quản lý dự án truyền thông và kỹ thuật số cho nhiều doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm kiên trì theo đuổi lĩnh vực này, Thùy Linh lại bắt đầu một hành trình đam mê với hoa. Thứ niềm đam mê mà cô được truyền dạy từ người mẹ của mình, thuở còn niên thiếu. Cuộc sống ở nước ngoài rất là buồn, công việc thì cũng khá là stress. Cho nên khi mà sau một thời gian làm việc thì tôi cũng mong muốn là mình có một công việc nào đó khác, đi theo một cái niềm đam mê. Mọi người hay nghĩ là nhìn mình làm hoa thì rất là nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà thực ra đối với Linh làm hoa cũng rất là khó khăn. Những người làm hoa như Linh có thể gặp phải sự khó khăn khi làm hoa tại Úc, đặc biệt trong quá trình tìm kiếm loại nguyên liệu phù hợp với khu vườn Anh Quốc. Do khí hậu nóng đặc trưng của Úc sẽ rất khó kiếm những dòng hoa xứ lạnh mềm mại. Những loài hoa của Úc thường cứng cáp hơn, nhưng đôi khi sự khó khăn đó lại là động lực sáng tạo trong thiết kế hoa. Cũng từ niềm đam mê đó và vốn tích lũy từ 10 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, Hoàng Thùy Linh đã tự tin khởi nghiệp nghề thiết kế hoa nghệ thuật với việc tự lập chụp hình quảng bá, thiết kế website, lên kế hoạch truyền thông. Hơn thế, những kinh nghiệm ấy cũng giúp Linh tối ưu hóa chi phí, điều vốn không dễ dàng đối với một cô gái khởi nghiệp nơi đất khách quê người. Hoa cũng đã mang lại cho Linh rất là nhiều sự chữa lành trong tâm hồn. Tại vì thực ra thì công việc lúc nào cũng sẽ bận rộn, hay là cuộc sống sẽ luôn luôn có những khó khăn của nó. Thì công việc làm hoa sẽ làm cho mình bình lặng lại, cân bằng lại cuộc sống. Theo đuổi ước mơ và quyết định đi tới tận cùng đam mê, Hoàng Thùy Linh, cô gái Việt tài năng, đã tạo dựng thành công trong hành trình khởi nghiệp từ chính sự nhiệt huyết, sáng tạo và học hỏi không ngừng nơi xứ người.